Mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm nay và ngày mai, ngày 12 tháng 6 năm 2023. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bạc Liêu, trận áp thấp có trục qua Bắc Bộ và phía Đông Nam Trung Quốc. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh trên các vùng biển phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lớn tay trở lại và có trục qua khu vực Nam Trung Bộ. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày mai có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy, sét đánh và gió giật mạnh. Ngày có lúc nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng cao từ 2 đến 3 mét rưỡi, biển động nhẹ đến động. Dự báo thủy văn, mực nước tại Gành Hào cao nhất 1m65, xuất hiện lúc 10 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6. Thấp nhất ở 1m20, xuất hiện lúc 3 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6. Mực nước tại Phước Long cao nhất 0m93, xuất hiện lúc 5 giờ ngày 12 tháng 6. Thấp nhất 0m78. Xuất hiện lúc 11 giờ ngày 12 tháng 6. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và một số tỉnh thành trong cả nước.